Trong số đầu tiên về các bảng đấu Asian Cup 2023, chúng ta đã cùng đá qua bảng A, nơi có sự có mặt của nhà đương kim vô địch Qatar, đội tuyển Trung Quốc, Tajikistan và Liban. Còn trong số thứ hai của chuỗi sự kiện Asian Cup, Golden Star Warriors sẽ tìm hiểu về bảng F, nơi mà huấn luyện viên Roberto Mancini sẽ tiếp tục cuộc hành trình săn cúp châu lục như ông đã từng làm được tại Euro 2020. Và vật cản đầu tiên trên hành trình đó, đó là đội tuyển Thái Lan, Oman và Kyrgyzstan. Giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, Saudi Pro League đang vươn lên để trở thành top 5 giải đấu hàng đầu thế giới như lời của Cristiano Ronaldo. Dù chưa đến mức ghê gớm như vậy, nhưng những ngôi sao hàng đầu thế giới vẫn đang làm mưa làm gió ở đất Trung Đông, như trường hợp của Emerick Laporte, Sadio Mane của Al Nassr, Neymar, Ruben Neves, Milinkovic Savic của Al Hilal, hay bộ đôi từ tuyển Pháp, N'Golo Kanté, Karim Benzema từ Al Ittihad. Điều đó đương nhiên sẽ giúp giải đấu được quan tâm hơn rất nhiều, nhưng lại khiến cho những cầu thủ nội phải mất chỗ đứng. Thủ môn chính của đội tuyển Ả Rập Xê Út tại World Cup 2022, Mohamed Al-Owais, người chưa bao giờ bị thay thế trong khoảng 5 năm trở lại đây tại đội tuyển quốc gia, nhưng vẫn ngồi chơi xây nước tại Saudi Pro League, khi trong khung gỗ là một người chơi gần như xuất sắc nhất ở World Cup 2022 rồi, chỉ sau mỗi nhà vô địch Emi Martinez thôi, đó là Yassine Bounou của Maroc. Saleh Ansari, người ghi bàn vào lưới của đội tuyển Argentina, đã có 13 bàn thắng chỉ sau 26 trận cho đội tuyển quốc gia Ả Rập Xê Út, nhưng chỉ được thi đấu 21 phút tại giải lạc đà, dù không hề gặp chấn thương nào, vì làm gì có cửa để so với Alexander Mitrovic. Đương nhiên, những vị trí quan trọng khác trong sơ đồ của huấn luyện viên người Italia vẫn được đảm bảo ở các câu lạc bộ như Salem Andassari, Mohamed Kanu của Al Hilal, hay Sultan Al Kanam, Abdulrahman Garif của Al Nassr. Ả Rập Saudi đã tham dự tất cả 11 lần tại các kỳ Asian Cup và cùng với Iran là hai nước có số lần vô địch nhiều thứ hai với 3 chiếc cúp. Sau Nhật Bản, đội đã vô địch tới 4 lần. Vào Asian Cup 2019 thì Ả Rập Xê Út đã bị loại ngay từ vòng 16 đội trước Nhật Bản dưới thời huấn luyện viên Juan Antonio Fizzi. Và sau trở đại không thành công với huấn luyện viên người Pháp Hervé Renard thì tham vọng sẽ dồn hết vào người phía sau. Và ngay sau trailer bổ nhiệm huấn luyện viên Roberto Mancini thì huấn luyện viên người Ý đã có lời chào đầy sức nặng với người dân Ả Rập: "Tôi đã làm nên lịch sử tại châu Âu và bây giờ là lúc làm điều đó tại Ả Rập." Với mức lương 25 triệu euro trên một năm và hợp đồng đến năm 2027 thì đương nhiên mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Roberto Mancini không chỉ là vô địch Asian Cup 2023 mà còn là vào tứ kết của World Cup 2026. Đội tuyển Thái Lan đã có sự thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện khi cựu huấn luyện viên của Kashima Asler, Isi Masatada, đã được mời về cho cuộc cải cách toàn diện bóng đá Thái Lan. Cùng với vị trí thượng tầng như chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, nhiều khả năng sẽ là Manapang. Trước Asian Cup 2023 thì đội bóng xứ Chùa Vàng liên tiếp nhận được những thông tin tiêu cực khi chủ công Chalathip Songkrasin đang gặp phải chấn thương và chắc chắn không có mặt tại cúp châu Á sắp tới. Thiếu Chalathip thì Ekanip Pania và Subhashok Sarachat hoàn toàn có thể thay thế, thậm chí là còn hay hơn. Nhưng người này chắc chẳng ai thay được khi tiền đạo Terasin Dangda đã bị chấn thương đầu gối trong trận FA Cup với Chonburi và phải mất 8 tuần rời xa sân cỏ. Người Thái sẽ có chuyến làm khách bổ ích trước đội tuyển Nhật Bản tại Tokyo vào đầu năm 2024 trước khi bước vào Asian Cup 2023. Cũng giống như Ả Rập Xê Út khi phải dừng chân tại vòng 16 đội của Asian Cup 4 năm trước thì Thái Lan cũng phải chịu thất bại 1-2 trước Trung Quốc. Đây là đội bóng Đông Nam Á tham dự Asian Cup nhiều nhất với 7 lần và thành tích tốt nhất là giành hạng 3 vào năm 1972. Một thông tin tích cực hiếm hoi của đội bóng voi chiến khi thần đồng cũng như là em trai của Suvachok, Suvanat Muenta, đã có bàn thắng đầu tiên tại giải vô địch quốc gia Bỉ Jupiler Pro League cho OH Leuven sau 5 trận được ra sân. Kyrgyzstan sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 9 tháng 1 tại Doha, Qatar. Đó cũng là trận đấu cuối cùng trước khi bước vào chiến dịch Asian Cup của cả hai đội tuyển. Kyrgyzstan đương nhiên là bị đánh giá yếu nhất ở bảng đấu này khi đối thủ được coi là cạnh tranh trực tiếp cho vị trí thứ 3 là Thái Lan thay vì Philippines vào 4 năm trước. Thắng Philippines 3-1 vào Asian Cup 2019 đã giúp cho đội bóng Trung Á này là một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất và lọt qua vòng bảng. Nhưng Thái Lan lúc này thậm chí đang là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Trong đội hình của Kyrgyzstan không phải là không có những cái tên đáng chú ý, như bộ đôi đang chơi tại giải quốc gia Belarus
Alimodon Sukurov và Gurgit Alikulov. Thậm chí còn có tài năng trẻ của Galatasaray đã kiến tạo trong trận đấu với Manchester United và Bayern Munich tại UEFA Youth League. Đó là Bekna Amabekov. Ngoài ra, một thông tin bên lề khá thú vị nữa khi huấn luyện viên hiện tại của đội tuyển Kyrgyzstan, ông Stefan Takovic, người Slovakia, từng là thầy của thủ môn Patrick Lezang và người Anh Emil Lezang vào năm 2012-2013 tại câu lạc bộ MSK Žilina tại giải đấu quốc gia Slovakia. Và trong đội lúc đó còn có hai ngôi sao khác của bóng đá Slovakia, đó là thủ môn Martin Dubravka của Newcastle và trung vệ Milan Skriniar của Paris Saint-Germain. Oman là đội tuyển cuối cùng của bảng F và cũng được đánh giá là đội mạnh thứ hai của bảng đấu này, trong hợp khi Kyrgyzstan cũng chính là đối thủ của Oman tại vòng loại World Cup 2026. Đội bóng Trung Đông này đang xếp ở vị trí thứ 73 trên bảng xếp hạng FIFA và đội hình hầu như không có mấy sự khác biệt so với ở vòng loại World Cup 2022. Bài đá phạt góc luôn được thực hiện kiểu như thế này. Nó được áp dụng với bất cứ đội bóng nào, nhưng Việt Nam là đội bóng gần nhất bị mắc lừa. Huấn luyện viên của Oman vẫn là chiến lược gia người Croatia, Branko Ivakovic. Ông là người có kinh nghiệm lâu năm tại Trung Đông khi nắm quyền tại đội tuyển quốc gia Iran, câu lạc bộ Al Ittihad của Ả Rập, Al Wahda của UAE hay Persepolis của Iran. Và như vậy, Golden Star Warriors đã điểm nhanh những đội tuyển của bảng F. Bạn dự đoán hai cái tên nào sẽ có suất đi tiếp? Hãy để lại comment xuống dưới nhé. Hãy like và đăng ký cho Golden Star Warriors để đồng hành cùng Asian Cup 2023.